Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Thanh Hải An Giang xin gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể tất cả quý cô chú anh chị em đang xem cái chương trình Kết nối yêu thương của Thanh Hải vào buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, thì ngày hôm nay tiếp tục Thanh Hải sẽ ghi hình một người chị đây. Thì với cái thông tin và cái nơi ở và công việc của chị này làm và tên tuổi như thế nào thì Thanh Hải sẽ nhờ chị này giới thiệu. Và trước khi đi vào chương trình thì Thanh Hải cũng xin nhắc thêm, thì hiện tại những cái video mà Thanh Hải đăng tải lên á đều có những cái số điện thoại trên màn hình, đó là số điện thoại của Thanh Hải. Còn về cái vấn đề cô chú anh chị em nào thích những người nào ở trên video á thì liên hệ với Thanh Hải. Thì để đi vào vấn đề chính hôm nay thì Thanh Hải xin chào chị nha. Chị chào Hải, Dạ. chào khán giả, anh chị em trên trong nước ngoài nước. Mình tên là, rồi nói họ tên luôn Dạ đúng rồi. à? Mình tên Phạm Thị Bích Ngọc, sinh 1971, Dạ. năm mình 50 năm 53 tuổi. Mình ở Bà À, Rịa chị Vũng ơi, Tàu. 1974 71 hả? 71. Rồi đúng rồi. Để em nghe nhầm. Rồi chị nói tiếp đi. mình ở Bà Rịa Vũng Tàu. Nói chung là mình cũng sống độc thân. Hồi xưa mình cũng có hai đứa con, thì nào giờ nó ở với mình thì nó cũng nề nếp lắm, nhưng mà nó bắt đầu nó lấy vợ lấy chồng thì cả chục năm nay rồi, là nó ở riêng ở tư, cứ năm nó về lần. Bây giờ thì không biết nó nghe lời ai, nó ngủ nghịch rồi nó bỏ nhà nó đi luôn, rồi nó không nói mẹ câu nào hết, rồi tự động nó từ mẹ, nó không nói năng gì hết. Rồi giờ chị cũng từ, giờ còn có một mình, thì giờ nhiều khi ốm đau thì cũng không có ai, cũng muốn lên đây nè, muốn kiếm nửa phần còn lại của mình, kiếm mảnh ghép nào để ghép ghép vô để mình còn về hủ hỷ tuổi già đồ sớm hôm rồi có nhau. Chứ giờ sống mình nhiều khi chị bệnh chị nằm trong nhà, biết giờ nào đi giờ nào còn nữa. Chị nói chung là giờ thì mình cũng lên đây thì chị cũng muốn kiếm một người thật lòng. Nếu mà nói về sống phải có nhân đạo, và nếu mà sống á thì dứt khoát là mình không có thích những người mà còn dính líu con cái nhỏ nha. Thì hôm nay chị đến với chương trình này là tất nhiên trước giờ chị có theo dõi chương trình này lâu chưa chị? Có chị có coi nhiều, cái buồn buồn là cứ nằm coi. Chị cho em hỏi về cái ưu điểm và khuyết điểm của chị ha, chị chia sẻ cho em cùng với mấy anh chàng đang xem video nghe luôn. Cái ưu điểm chị thì nói chung sạch sẽ và cũng hơi hơi nóng tánh. Nói chung hồi xưa là nóng tánh lắm, nhưng mà giờ nguội hết cũng 80% rồi đó. Bây giờ còn Thanh có một mình già lớn rồi, nói chung con nhỏ rồi này kia bận rộn này kia thì cũng tập lắm, nhưng mà bây giờ là rất là nguội rồi. Cho em hỏi chị cái hôn nhân gia đình mình là bị gãy đổ từ bao lâu hả chị? 22, 23 năm gì rồi em? Là về cái cân nặng và chiều cao của mình là như thế nào hả chị? Của người nam hả Không, của chị á, hay là của chị chị á. hả? Chị 75 kg, cao 1m6, nặng 75. Cao 1m6, nặng 75. Dạ. Rồi chị thích cái người nam là cái vóc dáng thân hình như thế nào chị? Người nam thì phải từ 1m6 đổ lên, chứ là thấp quá đi chịu sống, chị bự con mà chị cao nữa. Dạ. Mà đã vậy chị còn thích mang giáp cao không mới chết đó chứ. Rồi thân hình người nam là có mập gầy gì không? Nói chung là cũng vừa vừa thôi, đừng có mập quá, bụng bự quá chị thích, mà ốm quá thì không có xứng với chị. Chị thì bự quá là người nam, mà ốm quá thì không được. Rồi chị thích cái những cái chị không thích đi. Bây giờ chị không thích những người nam mà có một cái ví dụ như là rượu chè, thuốc men, hút thuốc lá gì đó chị. Vấn đề đó sao hả chị? Rượu chè thuốc chị không cấm gì hết, nhưng mà ăn chơi thì cũng biết cái chẳng dừng. Ví dụ rượu thì đám tiệc uống, chứ không phải mà ngày nào cũng rượu quạng lại mà uống rượu, mà uống rượu cử rồi, hay là tới giờ cơm là phải có rượu, là cái đó chịu chấp nhận được rồi. Hồi xưa chị có chồng ăn nhậu ghê lắm,
té bờ té bụi, trong nhà không còn cái gì chưa á, sợ lắm à. Hiện tại là cái chị đang sống ở đó là ngôi nhà của mình luôn hả chị? À, nhà của mình Ơ nãy giờ chị có chia sẻ về cái công việc mình chưa ta? chưa, thì nói chung là bây giờ là chị cũng lớn tuổi rồi, bây giờ chị cũng mới mổ gần 1 năm nay cái tay chị nè, chân chị hồi xưa bị tai nạn nên bây giờ chị cũng không làm nặng nề gì được, chung ở nhà buôn bán nhỏ lẻ này kia, rồi có lúc bán này có lúc bán kia, hồi xưa thì chị cũng mở quán rồi bán nhiều, nhưng mà bây giờ thân một mình không thể làm gì được hết. Bây giờ chị buôn bán nhỏ lẻ này kia, hay là bây giờ hiện bây giờ đó thì chị cũng đương đi bán vé số để kiếm sống, ngày 200-300 ngàn đủ sống thôi, chứ còn chị thì đâu có ai nuôi chị đâu, Bán vé số con mà cái mình thì nó đi bán vé từ số lâu mà rồi. mình cao với vậy. Chị bán thì sống của mình chị mà, Bán thì vé số bán vé số mà nhà ở cao mình có đâu, chị. với nhà chị nhỏ xíu, em có chút xíu vậy Không cao mà có lậu. Đúng không? Mà thôi, nhà lầu mà bán lầu mini lầu nhỏ thôi, nhà có 3 phòng mà, trên lầu 2 phòng dưới 1 phòng mà. ví dụ như thay vì mà có mình tìm được một người mà tâm đầu ý hợp rồi đó, mà ví dụ như mà anh đó mà anh muốn chị về quê anh sống thì chị có đưa đồng bằng lòng không? Chị bằng lòng, nhưng mà với điều kiện là người đó phải có điều kiện lo được đời sống cho chị, còn nếu mà không lo được thì về về quê chị, tự về nhà cửa chị mới cắt có mấy năm thôi, mà chị bây giờ thì nói chung là buôn bán chị nấu ăn rất là ngon, buôn bán nếu mà có vợ có chồng về buôn bán hay là bất cứ làm cái gì, nếu mà người ta không có giỏi giang thì người ta không buôn bán được, thì người ta làm thuê làm mướn còn sức lao động thì cứ làm ở đây, thì nói chung là đủ thứ công chuyện làm, thích làm gì mình làm chủ thì không mấy, chứ làm kế thì đầy người mướn mà phải còn sức lao động chứ, còn còn nếu mà không thì ở xứ người ta phải có điều kiện lo cho chị, chứ không lẽ giờ chị về xứ người ta chị phải đi làm thuê làm mướn, chị nuôi chồng sao được. Coi chị ra gì mà đàn ông phải có trách nhiệm bổn phận là đàn ông chứ. Vậy là người nào có sức nuôi là về quê Rồi. đó ở nha. Nó chơi vui thôi. Ủa chị ở đó là gần thị tứ gì không chị? Thành thị gì không? Ở đây là xã Xã gì hả chị? xã chị làm huyện Xuyên Mộc, em biết không, Bà Tô Xuyên Mộc. Tôi xin một tỉnh gì nãy nãy cho nó tỉnh gì ta? À, Bà Rịa Vũng Tàu, cái đường đi qua Vũng Tàu, đường Bà Rịa đi xuống đường Võ Thị Sáu á, chị là dưới Võ Thị Sáu, chị là em Võ Thị Sáu, chị là tỷ bảy Võ 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 thứ bảy phải ở à, từ Võ Thị Sáu xuống đây vài chục cây nữa. Chị có biết hát hò gì không? Biết gì em ơi, 13 tuổi ra đời buôn bán làm thích mẹ luôn, chứ có biết ăn chơi là cái gì đâu. À. À. Ở đó giờ sau khi mà chia tay hôn nhân với gia đình của ông xã chị rồi đó rồi có ai để ý chị gì không? Nói chung thì nhiều người thương chị lắm, có người cũng tới đây, nhưng mà chị tìm hiểu thì chị nói chuyện chị thấy nó không có hợp, cảnh này cảnh kia đủ thứ hết á, có hai anh thì thương chị thật tình, rồi cái đợt chị muốn thì mấy anh cũng tới thì đi tới đi lui dọn dẹp giùm cho chị, nhưng mà mấy anh đó thì chị không, rất là thương chị cũng rất thương mấy người đó, nhưng mà không có ấy được, người ta cái kiểu người ta có bệnh á, người ta bây giờ về chắp nón lẽ về mình nuôi người ta cũng khổ lắm, người ta kiểu bị thằng cọ rồi em, đàn ông mà mấy đó đâu có làm gì được đâu, khổ vậy đó. Rồi thôi giờ chị thấy vậy thôi, còn hồi xưa thì chị cũng có đời chồng hai, cũng hồi trước thì mẹ ép gả, sau này giờ dì Dượng thấy chị sợ ăn nhậu quá thì dì Dượng thấy vậy cũng làm mai làm mối cho chị một anh, thì nói chung là thấy không không ăn nhậu, rốt cuộc ra thì trời ô đề đề với gái gú,
Sau này chị về cũng kết hôn thì ở đâu có tổng cộng trên dưới là được chắc 4 tháng 5 tháng. Chị chịu hết nổi rồi, chị tiễn đi không đi, chị phải trốn nhà, chị bỏ nhà chị mà chị bỏ chị đi luôn á, chị bao xe đi luôn á. Mà chị đi muốn quán để chị bán á. Đó là chị dặn ở sớm mấy người chở chị đi á, đừng bao giờ cho ông biết cái chỗ chị ở vậy đó. Rồi cái không ai cho biết á, từ từ rồi ông cũng phải đi thôi. Thì như ví dụ như mà một người thanh niên mà chị thích đó, ngoài những cái công việc mà đi kiếm tiền đi, rồi chị có thích luôn cái vấn đề mà nó, trong bếp nấu ăn đồ này kia nọ không? Không, dũng thằng đàn ông thì ít có ai mà mấy đó. Chị mình đường bà mình phải đảm đang được việc nhà, cơm nước và quần áo giặt giũ, trừ ra là chồng giỏi giáng về cùng hai người đi làm thì về phụ mấy cái nhà hay rửa mấy cái chén thôi, chứ đàn ông chị không có thích mà sai người ta làm mấy cái đó cũng không có vừa ý mình đâu, chị cũng thích. Biết đâu sau này gặp được một anh chàng đảm đang luôn hết tất cả sao chị? Thôi em ơi, mấy mấy chục năm rồi tìm không được, giờ ở đâu mà rớt ra được, khổ lắm. Duyên đến bất ngờ biết đâu được chị, mình đâu biết trước được chị duyên đâu. Sao người ta nhiều khi chị thấy người ta xấu, ta xấu xí ta vô duyên, mà ta có chồng rồi lo từ A tới Z, mình thấy thằng chồng người ta mà mình thấy tội luôn. Mà chồng mình thì chứ không có được một cái chỗ nào trơn, mà tìm tìm hoài tìm không thấy đó, là dứt khoát là chị không lấy chồng đó. Chị ở vậy đó, rồi cái sau này chị gặp cái anh đó cũng gần cái chục năm á, chị mới gặp anh đó cái chục năm gì á, rồi bắt đầu là chị thôi ảnh, là từ đó giờ cũng là 8 9 năm, 9 10 năm gì rồi, được có mấy tháng đó rồi thôi. Ở vậy cho đến nay luôn. Ừ, Chị có kén gì không vậy chị? chị sợ mà ai chọc chị cứ nói là chị mất cảm giác rồi chị không còn yêu, chị lên TikTok cho ông già ai mãi là chị ghét lắm, chị nói thẳng mặt á, tôi mất cảm giác rồi, nói chuyện bạn bè anh em chơi thì nói, còn nếu mà nói gì yêu đương đặt vấn đề này kia là đừng bao giờ nói chuyện tôi. Nên giờ chị con chị hồi Tết giờ là bắt đầu là nó ngủ nghịch nó đi hết rồi, vậy chị buồn á. Cái chị tin mấy người cứ biểu chị lấy chồng đi, chứ ở một mình á, ở trong nhà có chuyện gì này kia rồi làm sao. Nhiều khi em biết không, hồi mấy năm trước nha, chị lên huyết áp nha, 180, 200, 220. Lúc mà chị chưa có trị á, tự động chị chờ nó bớt nhức đầu bớt hạ xuống rồi tự động chị chạy xe cuốn quần áo bỏ trong cái giỏ rồi cái xách lên bệnh viện, viện xong cái vô đó nằm nằm vài bữa rồi cái tự động rồi đi về, cứ vậy đó. Nhiều khi tuổi lắm khóc miết à, rồi bây giờ mà ai cũng biểu thôi mà kiếm chồng đi chứ sống một mình vậy làm sao được. Cái chị nói để tôi mổ cái tay xong chị mới tuyên bố chị lấy chồng, thì có mấy người thương chị đó, hai anh á thì bị bệnh đó, một anh á thì không hợp tuổi với chị mà lùn hơn chị một khúc mà rất là thương chị, mà nói chung là chị cũng thương ảnh ha, lên bệnh viện ảnh rước chị đầu về đó. Nhưng mà chị thấy ông đi bữa ông rước chị về ông mang cái giỏ hai cái giỏ cho chị, mà chị nói thiệt nha, chị nhìn chị thấy ảnh về ảnh lùn quá, chị ngại ảnh có bề ngang nhưng mà bề cao không có. Mà chị thì đi ra đường chị quất đôi dép cao nữa, hỏi sao chịu nổi. Chị không có thích mang giáp pháp hồi nhỏ lớn luôn á. À, chị cho em hỏi thêm cái là từ trước tới giờ là chị trải qua bao nhiêu người chung chăn gối rồi chị? Thì hai người đó Là tổng cộng không hai người sao đúng cũng mấy không? tháng à, không sao cũng mấy tháng. Có kết hôn cưới rồi đàng hoàng mà. Giấy tờ giờ là dứt khoát phản hồi hết hả chị? À, hai người có một người trước thì cưới, còn người sau thì cũng ra mắt về về bên xã ổng rồi rồi ra mắt đồ đàng hoàng, công an xã rồi 3 4 xã nhập lại nhậu rần rần hết nè. Chị không có thích mà để gì mà sống chui sống nổi chị không thích. Rồi thì hôm nay thì thông qua chương trình này thì em cũng hy vọng rằng qua cái video ngày hôm nay thì chị sẽ tìm được một người anh là một tấm chồng đó, thì rất là hạnh phúc ha, sống êm đềm bên nhau để em cố gắng em tìm kiếm để kết nối cùng chị với anh nha. Rồi thì qua À, cái chương em trình ngày cảm hôm nay á chị. ơn ấy thì em cảm ơn chị, với lại chị nói em thôi này quên, chị kỳ nhất là tuổi thân với tuổi dần, để mất công rồi người ta vô rồi người ta nói chuyện đồ tội người ta thấy nữa. Kỳ gì vậy? Tuổi thân dần ha. À, hai cái tuổi đó là dứt khoát, bây giờ cỡ nào chị cảm ơn. Rồi rồi em nhớ rồi.
Rồi thì trước khi kết thúc cái video này thì chị có đôi lời gì gửi đến cộng đồng mạng và các anh đang xem video ngày hôm nay không chị? Biết nói gì đây trời, chị chả biết nói gì. Nói đại đi. Nếu mà anh có chấm em cái gì Trời, đó. nói gì trời, chị không hiểu luôn, không biết nói luôn á. Nói chung là dạ thôi, bây giờ kết thúc video, bây giờ Ngọc cũng xin chào cộng đồng mạng và chú Hải và anh chị em trên cộng đồng mạng, và anh nào đó thì bây giờ Ngọc đó thân một con cũng vậy, nếu mà anh nào cảm thấy vừa ý ưng ý thì đến cái xin số điện thoại chú rồi kết nối nói chuyện với Ngọc, thì cảm thấy mà nếu mà hợp tình hợp lý thì về sống với nhau thôi, chứ giờ chị cũng biết nói gì hơn. À, quên nữa chị, còn vấn đề nãy em quên hỏi. Chị là 53 tuổi đúng không? 53 tuổi thì mình tìm cái độ tuổi là như thế nào chị? Cao nhất là bao nhiêu và thấp nhất là bao nhiêu chị? Cỡ tầm, nếu mà cỡ tầm 50 hoặc là 50 tới 60 được rồi. 50 đến 60 nha. Dạ. Rồi em hiểu rồi. Rồi thì trước khi kết thúc video này thì em cũng cảm ơn chị đã đến với chương trình Kết nối yêu thương của em. Xin chúc chị có một buổi chiều thật nhiều sức khỏe, niềm vui, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình sang. Rồi em xin chào chị nha. À, chị cảm ơn em nha, chúc gia đình hạnh phúc.